bạn hiểu thân mến có thể khi mà thắng ơi chia sẻ cái chủ đề này thì sẽ nhận được khá nhiều gạch đá đôi khi gạch đá được nhận được thì có thể đủ để xây nhà thắng thì luôn sẵn lòng nhận gạch đá từ phía anh chị và các bạn để phản biện về chủ đề theo một cái hướng tức là văn minh và chúng ta tìm ra cái sự thật chủ đề ngày hôm nay thì như cái tựa đề của video thì thắng đã đưa ra rồi hãy để cho chúng chết đi đó là cách mà khá là phù hợp trong cái điều kiện chúng ta muốn thị trường ngày một minh bạch hơn ngày một tốt hơn và tích cực hơn trước khi đi trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn sâu hơn về cái câu chuyện tại sao thắng lại muốn thắng lại đánh giá và thắng lại đưa ra cái giải pháp là thị trường bất động sản hãy để cho nó chết đi thì chúng tôi sẽ kể với anh chị và các bạn à, nghe về một bài viết mà cách đây khoảng tầm 7 năm về trước đó chính là năm 2012 một trong những cái năm khá là xấu của thị trường bất động sản Việt Nam câu chuyện bắt đầu bằng một bài phỏng vấn của một phóng viên báo Việt Nam Net đối với cố tiến sĩ Alan Phan một trong những người có rất nhiều năm kinh nghiệm trong cái hoạt động kinh doanh. Ông tiến sĩ Alan Fan là một doanh nhân bôn ba làm ăn trên 43 năm tại Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách tiếng Anh, Việt và về tài chính, chứng khoán, bất động sản và những nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là kinh tế Trung Quốc. Ông tốt nghiệp nhiều trường đại học trên thế giới và có công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Ngày hôm nay thì Tiến uh, sĩ Alalfan đã qua đời. Tuy vậy thì những cái phát biểu của ông vào cái giai đoạn 2012 nó luôn là một cái bài học là cái cảnh tỉnh cũng như là cái tài liệu để cho những người làm trong cái lĩnh vực bất động sản nói riêng và cơ quan hành định chính sách nói chung cần phải xem xét, đánh giá một cách đầy đủ và có thể rút ra được những bài học phù hợp cho mỗi cái chủ thể trong nền kinh tế. Bài viết như sau, hãy để cho chúng chết đi. Một cái giải pháp thật đơn giản mà tôi đề nghị là đừng làm gì cả. Hãy tin vào cái quyền lực của thị trường, hãy tin vào nền kinh tế, hãy tin vào cái quy luật cung cầu và hãy trao lại cái quyền đó cho cái quy luật cung cầu của thị trường. Đừng can thiệp vào thị trường. Chúng ta có thể thường thỏa mãn mọi đòi hỏi về công lý khi ngồi im và không làm gì cả. Đây là phát biểu của kinh tế học của một nhà kinh tế rất là nổi tiếng đó là Adam Smith. Năm 1976 tại New York, ngập chìm trong công nợ vì chính quyền thành phố liên tục tiêu xài cho những chương trình gọi là xã hội và cho những cái chương trình đảm bảo cái lợi ích cho phe nhóm. Ngân sách gia tăng cùng hệ thống quan chức và siêu cao thế nặng khiến cho doanh nghiệp khiến cho các doanh gia phải bỏ chạy khỏi New York. Đối diện với thảm họa phá sản, thành phố kêu gọi chính quyền liên bang trợ cấp, cứu trợ khẩn cấp. Và tại thời điểm đó thì Tổng thống Ford đã trả lời một câu nói đi vào lịch sử. Và đây cũng là một cái câu nói mà nó khá nổi tiếng trong một số cái tình huống cần phải được làm như vậy. Câu nói đó là hãy chết đi. Drop, die. Hơn 90% dân Mỹ hoan nghênh với quyết định sáng suốt này của Tổng thống Ford. Vậy thì cái vấn đề là chúng ta khi mà gặp một vài vấn đề nào đó thì chúng ta thường có một cái câu chuyện đó chính là kêu trời hoặc là kêu mẹ. Tức là chúng ta muốn tìm kiếm một cái giải pháp theo hướng tức là nhờ người khác giúp đỡ hoặc hỗ trợ. Và đặc biệt thì trong cái giai đoạn năm 2012 thì chưa bao giờ thấy được rằng là ở Việt Nam thì các cái chuyên gia kinh tế của Việt Nam hăng hái và bận rộn như lúc tại thời điểm này. Bởi vì cái thời điểm đó là một cái trong cái thời điểm mà thị trường bất động sản thì thực sự là một trong cái giai đoạn rất là rất là xấu trong cả một cái giai đoạn dài kể từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2013 là một giai đoạn dài mà thị trường bất động sản gặp rất nhiều vấn đề. Vấn đề là xu hướng bán tháo, bán giảm giá bất động sản, cung cầu thì chênh lệch nhau, áp lực trả nợ ngân hàng, thị trường yếu về thanh khoản là những yếu tố chính khiến cho xu hướng bán tháo bán giảm giá chiết khấu lớn trên thị trường bất động sản diễn ra sôi động trong năm 2012. phân khúc căn hộ đã mất giá khoảng 20% so với thời điểm cuối năm 2011. Điển hình là một số các cái dự án đã mất giá tới 35%. Chúng tôi có số liệu thống kê, tuy vậy thì thời gian không cho phép nên chúng ta không đọc đầy đủ. Thứ hai nữa là giai đoạn này là giai đoạn tràn lan các dự án bỏ hoang. Giai đoạn này cũng là giai đoạn mà khiếu kiện bùng phát rất là nhiều cũng là một trong những giai đoạn mà xử lý tồn kho và kích cầu thị trường để tránh cái đổ vỡ mang tính dây chuyền và lan tỏa ở nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nóng vấn đề xử lý nợ xấu của bất động sản trong các ngân hàng. Và đây cũng là giai đoạn tín dụng bất động sản mở thị trường vẫn nóng băng. Tức là tín dụng cho phép nâng thêm vào trong lĩnh vực bất động sản nhưng thị trường vẫn không hề nhúc nhích và có khuynh hướng giảm sâu hơn. Luật đất đai thì cũng được bàn thảo nhiều hơn trong cái giai đoạn này và đưa ra những cái quy định mới để thúc đẩy kinh tế, thúc đẩy thị trường nhưng vẫn không làm dịch chuyển cái thị trường bất động sản và nó càng ngày nó càng có khuynh hướng xấu đi và năm 2012 là một trong những cái năm mà thực sự có rất nhiều những cái thương vụ M&A mua bán trong cái, cái 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 thị trường bất động sản tức là gọi là mua bán sát nhập trong thị trường bất động sản hoặc hay được gọi là những cái thương vụ kền kền hay được gọi là cái ngày đòi nợ và hoặc là những cái 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 thời điểm mà cá lớn nuốt cá bé thì cái vấn đề này chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn trong cuối video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái câu chuyện của tiến sĩ alan fan thì đây là một trong những cái giai đoạn mà không chỉ những người làm trong cái lĩnh vực kinh tế mà cả những cái người mà ngoài lĩnh vực kinh tế cái câu chuyện về bất động sản à, xấu đi ngày càng lan tỏa khắp trong nền kinh tế và rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới cái 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 câu chuyện này thì được tam thập lục kế dí vạn dí đào vị vi thượng tức là ghé thăm ở đâu chỗ nào thì cũng thấy được người ta bàn cách tìm những cái giải pháp để 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 hỗ trợ cho nền kinh tế để tìm những giải pháp để thúc đẩy bất động sản tuy vậy thì nó càng như vậy nó lại càng không đem lại kết quả nào cả và phương pháp tốt nhất đó là Hãy cứ để yên cho nó tự diễn biến, cho nó tự gọi là theo cái quy luật cung cầu Thì cái câu chuyện trong cái bài viết này uh, xin được kể với anh chị và các bạn, nó như thế này Tuần vừa qua thì tôi có ghé thăm một nhà người bạn để ăn tối Vợ chồng hắn có hai đứa con sinh đôi à, Một đứa, à, có hai đứa con sinh 2 tuổi và một đứa 4 tuổi Tức là có ba đứa Khi vừa nhập tiệc thì ba đứa tranh nhau đồ chơi và đồ ăn cãi nhau ốm tói và la la khóc lớn hơn cả các diễn viên trong phim truyện tình bi hai vợ chồng thì thử mọi cái giải pháp từ các cái gói cứu trợ đến các cái cách là dọa dẫm trừng phạt sau 20 phút thì cả hai vợ chồng đều thua cuộc và không ai ăn uống được gì chúng nó vẫn cứ la hét ở mỹ tôi đề nghị một cái giải pháp đơn giản đó là năm người lớn sẽ ra tiệm ăn và để lại căn nhà cho ba đứa trẻ và hai bà giúp việc tức là hai người ô xin 15 phút sau từ quán ăn ông chồng gọi điện thoại về bà ô xin xác nhận là lũ trẻ đã vui vẻ chơi với nhau và đùa vui với nhau trở lại hòa thuận hơn thực ra thì cái câu chuyện của nền kinh tế thực trạng và các thành phần kinh tế của mọi quốc gia cũng giống như lũ trẻ Họ thích tạo ra những quấy phá ồn ào để nhận được sự ban phát miễn phí từ chính phủ và các cái cơ quan hỗ trợ. Từ các nguồn tài chính hay là từ các cái biện pháp hành chính. Khi họ biết chắc rằng những ân huệ này sẽ không đến, họ sẽ phải chịu đựng và tìm các giải pháp khác, sáng tạo từ bộ óc, từ trí tuệ của mình để khắc phục và tìm kiếm những cái giải pháp phù hợp. Trở lại cái câu chuyện New York, mọi thành phố phần mọi thành phần có lợi ích nơi đây cũng kêu la và nguyền rủa chính quyền khi mà tổng thống Ford đưa ra cái quyết định đó là hãy để cho chúng nó chết. Nhưng họ đã làm những gì phải làm. Các cái doanh nghiệp trong nền kinh tế của New York tại thời điểm đó thì đã bắt đầu tìm kiếm một số các cái giải pháp phù hợp để tự mình cứu lấy mình và tự tìm cái giải pháp cho chính mình. Còn về phía thành phố thì họ đã cân bằng ngân sách, cưới bó thủ tục dườm già, năng động trong việc khuyến khích các doanh nghiệp kêu gọi đầu tư và 5 năm sau thì tình hình của New York ổn định trở lại. Với một cái tư duy quản trị sáng tạo và mới mẻ, chính phủ và người dân đã đạt được những thành tích ấn tượng đem New York trở lại là một thành phố hàng đầu của nước Mỹ. Cho nên nếu các bạn hỏi tôi về bất động sản thì theo tôi hãy để cho chúng nó chết. Hãy để cho chúng nó chết và cái vấn đề những vấn đề trong nền kinh tế cũng tương tự như vậy cứ hãy để cho chúng nó chết hỏi về các doanh nghiệp nhà nước yếu kém tôi sẽ nói hãy để cho chúng nó chết cái dòng tiền opm được gọi là cái dòng tiền viện trợ uh, của chính phủ thì đã cạn kiệt cái câu chuyện vay nợ là chuyện không mới trong thời gian gần đây thì các anh chị nào có lãi thì cứ việc tiếp tục còn công ty nào mà làm ăn thua lỗ, thì tốt nhất là hãy tự diễn biến theo hướng tức là phá sản và hãy để cho nó chết. Chỉ có đối diện thực sự với cạnh tranh thị trường, đối diện thực sự với nhu cầu cung cầu của thị trường, không can thiệp bằng các biện pháp hành chính cũng như hỗ trợ một cách thái quá và đem vào đó những cái dòng tiền gọi là dòng tiền tài trợ theo cái hướng tức là theo cái hướng tức là cho thì đúng hơn thì sẽ gây ra những cái biến tướng của nền kinh tế. Những doanh nghiệp đang xấu hoặc là những doanh nghiệp không đủ sức để tiếp tục trên cái con đường gọi là Hưng Thịnh thì tốt nhất là nên ngõm đi thì hơn đau một lát mà mát cả đời đây là câu nói tôi rất thích trong cái bài viết này nhiều thân Hiếu sẽ hỏi tôi là ông không lo ngại về những xáo trộn xã hội và nạn thất nghiệp khi các công ty thi nhau lăn ra chết gặp những vấn đề liên quan đến bất ổn xã hội thưa với quý anh chị và các bạn cái vấn đề này thường là vấn đề mà được đặt ra các hiệp hội bất động sản các cái tổ chức liên quan và những thành phần tham gia trong lĩnh vực bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung hay thường nêu ra để hù dọa chính phủ về cái câu chuyện tức là phá sản thì sẽ có thất nghiệp phá sản và gây xáo trộn cho những cái câu chuyện này câu chuyện khác nhưng quy luật tự nhiên trong nền kinh tế quy luật tự nhiên trong tất cả mọi vấn đề xã hội đều có một cái quy luật đó là quy luật đào thải những doanh nghiệp nào, những đơn vị nào không còn đủ sức để mà tiếp tục phát triển Thì tốt nhất là hãy cứ để cho nó chết Đừng cố để hà hơi thối ngạt Đừng cho nó ngậm sâm Để rồi ngậm sâm mà sống lất lây thì không tốt một chút nào Vẫn là câu nói đau một lát nhưng mà mát cả đời Đó là câu nói rất là hay Thứ nhất là số tài sản nhàn rỗi trong dân được kích hoạt trở lại khi mà chúng ta đưa cho nó một cái quy luật đúng với ý nghĩa của thị trường đó là quy luật đào thải cái việc suy giảm hay không suy giảm trong nền kinh tế cũng như là thị trường bất động sản đúng quy luật theo chuẩn của chu kỳ nó cần phải có sự điều chỉnh và tích lũy nó có thể không giảm sâu các nền các cái doanh nghiệp bất động sản chẳng qua là chúng ta hãy đưa ra một cái giải pháp xấu nhất có thể đó là hãy để cho chúng nó chết còn nếu thực sự nó đủ mạnh nó không chết nó không lăn ra để phá sản thì rõ ràng là nó sẽ không chết Và nó không chết như vậy thì đồng nghĩa với cái câu chuyện đó là nó sẽ vững mạnh hơn Bằng những cái giải pháp tự thân nó phải giải quyết Đó là câu chuyện cũng nên và chính phủ hay các cái cơ quan gọi là tạo lập thị trường Cũng nên cân nhắc để xem xét học hỏi những cái lý thuyết mà tiến sĩ Alan Phan để lại cái điều đó thì chúng ta cũng sẽ thấy được nhiều hơn trong cái câu chuyện là Thứ nhất là các cái tài sản nhàn rỗi thì nó được kích hoạt và nó kích hoạt, nó chỉ kích hoạt khi mà những cái tài sản này nó cảm thấy rằng là cái biên lợi nhuận mà tham gia hoặc là tái thiết hoặc cấu trúc nó được cái lợi nhuận biên lớn. Trong cái câu chuyện tại sao năm 2012 lại có nhiều và rất nhiều các cái dự án tức là các cái đợt M&A trong ngành lĩnh vực bất động sản lại ồ ạt và nhiều đến như vậy. Lý do là bởi vì cái lượng tiền lớn hoặc là những người chờ ở phía ngoài thị trường, họ chỉ ra tay khi mà cái món hàng đó, cái món dự án đó hoặc là cái cái doanh nghiệp mà thực sự là nó cũng còn là một miếng mồi thơm để họ M&A thì họ mới ra tay. Họ sẽ ngồi chờ cho đến khi máu của không chỉ của thị trường đổ mà máu của chính họ cũng đổ ra thì lúc đó là lúc các thương vụ M&A mới bắt đầu xuất hiện. Và khi những thương vụ M&A bắt đầu xuất hiện thì dòng tiền mới đối chớ ngược lại thị trường và cũng nhờ đó mà chính thị trường điều tiết lấy và thay đổi được cái cục diện theo hướng quy luật tự nhiên của nó. Đây là một trong những thứ mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị và các bạn dựa trên những cái vấn đề mà trước đây thì tiến sĩ Alan Phan đã chia sẻ vào năm 2012 và anh chị và các bạn nhìn thấy đó. Anh chị và các bạn thấy rằng là cái gì nó diễn biến như thế nào trong giai đoạn mà bất động sản khó khăn năm 2012. Cái gì đến nó đã đến, cái gì qua thì chúng ta càng thấy rõ hơn được những cái vấn đề mà tiến sĩ nói là phù hợp. Cái lý do thứ hai mà chúng ta nên làm như vậy, đó chính là cái tài năng và sự bền bí của doanh nghiệp nó sẽ được phát huy một cách tối đa khi mà tự thân vận động khi mà không được sự hà hơi thổi ngạt cho ngậm sâm hoặc là hướng những cái chính sách kích cầu hoặc là kích thích kinh tế nó sẽ dẫn đến những câu chuyện tức là chia sẻ cái lợi ích chung không đều tiền của nhà nước thuế của nhà nước đó là tiền chung của tất cả mọi người đóng thuế do đó thì cái câu chuyện các cái khoản tiền này đem ra để kích thích nó là điều không phù hợp một chút nào cả. À, thưa anh chị và các bạn thì sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với anh chị và các bạn một cái buổi nói chuyện uh, vào năm 2012 của tiến sĩ Alan Phan và một số bài gọi là phóng viên hỏi uh, về uh, tiến sĩ về cái câu chuyện là quả bong bóng bất động sản năm 2011, 12, 13 sẽ như thế nào? Thì tiến sĩ trả lời rằng là quả bom bất động sản sẽ nổ tung trong thời gian tới. Đây có thể là một cái câu trả lời hơi thái quá. Có thể là nó thực sự là chưa đến mức là nổ tung nhưng nó đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2016. Thưa anh chị và các bạn, uh, giá bất động sản theo tiến sĩ thì sẽ phải giảm 30% mới xuống đáy và giảm tiếp 30% nữa để xuyên đáy rồi mới hồi phục. Đó là nhận định của tiến sĩ năm 2011 đầu 2012 về cái tình hình bất động sản đóng băng, nhiều căn hộ giảm giá hết đợt này đến đợt khác. Liệu khi buộc phải phá giá như bất như các doanh nghiệp bất động sản có lỗ hay bong bóng bất động sản thổi phồng lên quá mức trước đó thì có xì hơi và nổ tung hay không? thì tiến sĩ trả lời là ông nhận định như thế nào về thực trạng bất động sản hiện nay tiến sĩ alan phan trả lời là vậy giá nào thì bất động sản sẽ về với giá trị thực tính từ thời điểm này thì tôi dự đoán bất động sản phải xuống khoảng hai mươi ba mươi nữa tức là khi mà bất động sản đã xuống rồi thì tiến sĩ dự báo là nó sẽ xuống thêm và thực tế nó đã đúng như vậy có nhiều những cái chia sẻ của Tiến sĩ Alan Phan trong cái bài viết này thì chúng tôi uh, uh, xin phép bởi vì nó khá là dài và chúng ta sẽ dừng lại ở đây để chúng ta bình luận về những cái câu chuyện lý do tại sao thắng ơi lại đưa ra cái quan điểm cũng như cái nhận định về cái câu chuyện là hãy để cho thị trường tự động vận hành, hãy để cho quy luật cung cầu được phát huy và hãy để quy luật đào thải trên thị trường được thực hiện cái nghĩa vụ của nó. Còn cái bài viết chia sẻ của tiến sĩ Alan Phan cái bài phỏng vấn chúng tôi sẽ để lại copy lại ở cái phần mô tả nội dung của video này để anh chị và các bạn tiện đọc và theo dõi cũng như là có thêm những cái bình luận khác thì về cái câu chuyện là tại sao hãy để cho chúng nó chết bản thân không phải là một cái ý xấu hay là chủ éo thị trường bất động sản hay là gây ra những cái bất ổn xấu cho thị trường Chúng tôi muốn nói ở đây à, dựa trên một cái niềm gọi là thống kê, tức là cái niềm cảm hứng của cái bài viết cũng như là những cái thống kê của chúng tôi về những cái sự vận hành của thị trường thì cách tốt nhất là hãy để cho thị, thị trường tự vận hành. Có thể trong 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 bất kỳ một lĩnh vực kinh doanh nào khác ngoài bất động sản thì nó cũng đều cần phải cái việc tự động và tự vận hành cái việc tự vận hành như vậy nó sẽ phát huy cái năng lực của các doanh nghiệp cũng như phát huy cái năng lực tự thân nó tự nó thay đổi tự nó sẽ có những thứ cần phải uh, chuyển biến cũng như là sửa đổi để có thể thích ứng và phù hợp thị trường bất động sản có những cái giai đoạn đã tăng trước đó đã nóng hổi trước đó đã đem lại lợi ích cho rất nhiều những người những nhà đầu tư bất động sản cũng như các thành phần tham gia họ đã đem họ đã có và họ đã nhận về những cái lợi ích rất là lớn trong cái giai đoạn thị trường nóng sốt thì rõ ràng có mất mát đi đôi phần trong những lúc thị trường gọi là dịu bớt cái đà năng, tăng nóng cũng như là đóng băng nhẹ hay có thể gọi là giai đoạn cần thiết để tích lũy thì điều đó là điều hoàn toàn bình thường có thể trước đó họ kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong cái lĩnh vực thì trong cái giai đoạn tích lũy họ có mất đi hoặc là họ gặp phải những cái khó khăn nhất định thì điều đó cũng là điều không cần chúng ta phải quá quan tâm không như hiệp hội bất động sản hay là những cái tổ chức liên quan đến ngành bất động sản đưa ra những cái giải pháp cứu trợ hoặc là cảnh báo hoặc là những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện đó là chúng ta phải can thiệp vào phải có những chính sách phải có những phải 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 và rất nhiều cái phải đưa ra của những cái thành phần tham gia mong là chính phủ hãy hỗ trợ mong hãy hạ lãi suất hay hộ hỗ trợ lãi suất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và rất 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 nhiều những vấn đề thưa bên chị và các bạn chúng ta chả cần phải làm chuyện đó tôi lấy ví dụ một trường hợp rất điển hình đó là về cái uh, gọi là cái thuế thu nhập doanh nghiệp một doanh nghiệp yếu kém một doanh nghiệp gọi là phát triển kém trong nền kinh tế bán ngã của nó lợi nhuận ở đâu mà đóng thuế nên là có một cách duy nhất đó là hãy để cho nó tự tự vận động theo thị trường hãy để cho chúng nó được phép chết đi để cái quy luật đào thải thay thế nó được phát huy tác dụng đến những doanh nghiệp trong ngành những doanh nghiệp mạnh nhất trong ngành họ sẽ là đầu tàu để dẫn dắt cái 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 ngành và họ cũng có nhiều cái dư địa về mặt thị phần, về cái 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 sai thị trường hơn để họ phát triển mạnh hơn, để thành những cái gọi là làn gió đi đầu những làn gió mới trong thị trường. Đem lại những hiệu ích và cái những cái quy luật đào thải đó thì sẽ giảm đi đáng kể những cái doanh nghiệp không đáng tồn tại trong nền kinh tế cũng như là giảm đi những cái thứ nó không còn phù hợp. Tôi có một câu nói rất là điển hình để kết thúc video ngày hôm nay, đó chính là cái gì còn phù hợp thì nó sẽ tiếp tục tồn tại. Mà cái gì còn tồn tại thì nó chắc chắn là phù hợp. Do đó chúng ta chả cần phải làm gì hết. Tốt nhất điều nên làm đó là hãy đưa ra những cái việc giống như là thuộc Tổng thống Ford của năm 1976 ở Mỹ đưa ra đó là Hãy để cho chúng nó chết. Hãy để cho chúng nó chết hãy để cho chúng nó chết. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những cái bình luận và chia sẻ những cái vấn đề của thị trường cũng như là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng nó đem lại một vài cái kiến thức hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Đừng quên để lại like cho video và chia sẻ video này. Hãy tham gia cộng đồng Thắng ơi TV trên Facebook để có thể cập nhật những cái thông tin hữu ích mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị, anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị và các bạn bằng những cái like 谢谢大家。